Hello như mọi người ơi, đã lên lẽ cái quay RSX để cho anh chị em mình mua về xài dịp lễ Tết nha cả nhà. Này quay RSX FI ha. Xe này còn mới lắm. Còn kiến còn chè đổ đi 8.754 cây. Gương chè gì đầy đủ hết. Đời 2020. Xe này thì đối xe này thì đi lẹ thôi cả nhà. À, nó mở yên giống như khu chờ neo. Giống như khu chờ đó. Đầy đủ hết. Giá xe 18 triệu ha, chưa bao gồm giấy tờ. Thay buộc magic nha anh em ơi. Chạy đã lắm, chạy rất đã. À, còn quá mới rồi. Mình mua xe này mình cũng tiết kiệm được khoản kha khá so với mình đi mua mới nha cả nhà. Mua xe mới thì chạy vài tháng mất vài đám mưa thì ra cũng vậy thôi. Máy đi rất là nhẹ luôn. Nói chung là xe tầm này thì mình kêu mấy hãng anh em ha. Kêu mấy hãng. Quá mới. Xe này cũng không có tắt đèn á. Anh thương. Gửi rồi. Rồi, không có gì để quay đâu anh em ơi. À, ai cần thì liên hệ nha. Rồi, xin cảm ơn.